Nếu mà thật sự muốn tốt thì chúng ta phải từ tâm chúng ta tốt đã. Tâm chúng ta tốt thì tự khắc mọi thứ khác là sẽ tốt lên. Điều đầu tiên mà người ta tiếp xúc với các bạn, đúng, nó sẽ là cái gì? Đấy, vì khi chúng ta làm kinh doanh ấy, ví dụ như bên mình làm bất động sản, thì cái việc là khách hàng tiếp xúc với mình đầu tiên nó không phải là vị trí đất, vì vị trí đất là phải đi dự án, phải đến đây xem như này, đúng không? Nhưng người ta sẽ tiếp xúc với mình bằng con người mình đã. Đấy, thì làm kinh doanh hay làm cái gì cũng được, thì cái việc người ta sẽ tiếp xúc với chúng ta, thứ nhất là cái hình thể, cái khuôn mặt, với thứ hai là tính cách. Đấy, thì cái câu chuyện chúng ta nó là như nào ạ? Các bạn phải chỉn chu từ hình ảnh, từ tính cách, từ cách nói chuyện, từ kiến thức bản thân, để người ta là gì ạ? Người ta ấn tượng với mình từ cái ban đầu đã. Thì từ đấy chúng ta mới có cái cơ hội để đưa khách lên dự án rồi có thể bán được hàng, chứ không phải là họ sẽ mua hàng ngay. Và thậm chí là một cái dự án có tiếng của chủ đầu tư lớn đi nữa, đúng không, thì họ cũng sẽ chọn cả, nhiều khi chọn cả cái bạn sale tư vấn của cho người ta nữa, vì họ tin tưởng cái bạn sale đấy sẽ đưa cho họ nhiều cái giải pháp tốt nhất. Nếu mà chúng ta không có kỹ năng, đúng không, thì chúng ta cũng không thể đưa cho khách hàng giải pháp tốt nhất được. Hay là gì ạ, nhìn chúng ta không uy tín, thậm chí là nhìn chúng ta không uy tín người ta không thích. Mà cái video này mình nói với bạn đó là cái tâm, cái tướng của con người nó rất là quan trọng. Và nếu mà muốn được cái tâm, cái tướng nó tốt thì bản thân chúng ta phải tốt. Chúng ta mà tốt thì chúng ta sẽ tự toát lên cái điều đấy, chúng ta sẽ tự tin chúng ta ra. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta mà trong lòng chúng ta có quá nhiều uẩn khúc, có quá nhiều cái suy nghĩ ấy, thì lúc nào chúng ta cũng bị đau đớn một cái gì đấy. Và nó sẽ hiện hiện lên từ ánh mắt, từ cái nụ cười, từ cái form, cái dáng của các bạn luôn. Nó bị lén lút chẳng hạn, kiểu như thế, nó không tự nhiên chẳng hạn. Đấy là những cái mà mình thấy là nếu mà thật sự muốn tốt thì chúng ta phải từ tâm chúng ta tốt đã. Tâm chúng ta tốt thì tự khắc mọi thứ khác là sẽ tốt lên. Và chắc chắn là tâm tốt, mọi thứ các bạn tốt lên thì bán hàng tốt lên, kinh doanh tốt lên, cuộc sống các bạn nó sẽ tốt lên. Chắc chắn là như thế.